thời thơ ấu chúng ta bước vào đời. Cánh diều là bầu trời, là mảnh nôi, là tiếng hát ru của mẹ. Cánh diều là lãng mạn của quá khứ, là những ước mơ cháy bỏng của con người bay cao. Quê hương là chung khế ngọt cho con trèo hai mỗi ngày. Quê hương là đường đi học con về giờ bướm vàng bay. Trong ký ức của cán bộ và người